Hãy nhớ trong tất cả các vai trò chúng ta, từ vai trò cho tới hành động, việc làm, lời nói, suy nghĩ, chúng ta cần phải có ái ngữ, cần phải có làm tất cả bằng tâm của chúng ta. Tâm gì đây? Tâm từ bi. Tâm từ bi. Đừng có để là có ai đó thấy tôi thì tôi mới làm. Trong công sở cũng vậy. Dạ gì mà làm hết mình, nó trả lương có nhiêu đó, làm hết bệnh đâu trả thêm nữa đâu. À dạ gì vậy? Ủa quý vị làm hết mình đi, rồi khi một lúc đẹp trời nào đó mà ông chủ quý vị thiếu người, cần phải có gọi là tìm một quản lý gì đó, thì quý vị sẽ là người đầu tiên mà ông chủ quý vị cho lên chức đó. Không phải họ không biết đâu, họ biết đó. Vì sao họ làm chủ quý vị? Vì sao họ làm sếp quý vị? Vì họ có trí tuệ hơn quý vị, họ thông minh hơn quý vị, họ có phước báo hơn quý vị. Thật đó, đừng có nghĩ là mình làm cái gì không ai biết. Họ biết hết nhưng họ không nói thôi. Yes, cho nên là tất cả cái gì chúng ta làm hết lòng hết dạ hết tâm thì phước báo chúng ta không thể nghĩ bàn quý vị, và cái sự may mắn sẽ đến với ta. Nói về ở ngoài đời gọi là sự may mắn đó, may mắn là được lên lương, may mắn được lên chức. Ủa tại sao tôi không có mà anh có? Ta phải nhìn lại cách ăn ở của mình coi tại sao mình có mà người ta có, đúng không? Có thể là người ta vô sau mình đó, người ta xin việc vào sau mình, người ta làm mới hơn mình, vậy tại sao mà lên chức, họ lên chức mà ta không lên chức? Hãy nhìn lại coi mình ăn ở như thế nào. Cho nên cũng vậy, trong tất cả các tình huống giữa đời và đạo, trong gia đình cũng vậy, mình làm hết mình. Thật đó quý vị, làm hết mình không chết đâu, không có chết đâu. Nhưng khi ta làm hết mình thì phước báo nó sẽ không thể nghĩ bàn đến với chúng ta, vì chúng ta làm hết mình trong tất cả những gì chúng ta đang làm. Và cái đó cực kỳ quan trọng lắm.